Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kasung Thư Channel. Và hôm nay mình sẽ làm về một cái video mà các bạn cũng hay comment hỏi anh Thư. Đó chính là: ủa chị, một cái ngày của chị là chị làm cái gì vậy? Thì chia sẻ với các bạn là mỗi ngày của anh Thư đều có một cái sự khác biệt cả. Tuy nhiên là các bạn muốn biết về một cái ngày của một YouTuber như thế nào, thì hôm nay anh Thư sẽ chia sẻ với các bạn về một cái buổi sáng của YouTuber trông như thế nào nhé. Trước khi xem cái video này thì các bạn cũng hãy mong mong bấm like một cái để anh Thư có động lực cho các bạn biết về một ngày của anh Thư nhé. Good morning, anh Thư thường thức dậy vào buổi sáng vào lúc 8:30 hoặc là 9:30. Lăn tới, lăn lui, lăn xuôi, lăn ngược thì sau đó mình sẽ đi lấy nước là việc đầu tiên cần làm. Uống một ngụm nước cái nha. Sau đó chuyện tiếp theo là mình sẽ lấy bữa ăn sáng cho ngày làm việc hôm nay. Đây, bữa ăn sáng của mình vỏn vẹn thế này thôi. Bây giờ mình sẽ vào phòng và để sẵn bữa ăn sáng này ở trên bàn làm việc. Đó, các bạn tiếp theo mình làm gì? Chúng ta đi đánh răng nha. Và tiếp theo là anh Thư sẽ chọn một cái bộ đồ thật là năng động dành cho ngày hôm nay. Sau đó mình sẽ skincare nhẹ nhàng và đánh một chút son để mà cảm thấy yêu đời hơn. Cho bé Bu ăn. Các bạn thấy hôm nay bé Bu đã lớn hơn không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tập trung vào làm việc. Thường thì khi ngồi sửa clip như thế này á, thì có hai thứ mà mình không thể thiếu. Đó là một cái bình nước lọc và một cái ly cà phê sữa đá. Anh Thư thường uống cà phê sữa, nhưng thời gian gần đây thì lại thèm vị béo béo, thơm ngon của caramel. Mà sữa cà phê caramel thì khó mà pha tại nhà cho ngon được. Nên đây, anh Thư chọn Nescafe Mousse Latte Caramel. Đây cũng chính là thức uống yêu thích nhất gần đây của anh Thư. Còn đây là thức ăn sáng rất là gọn của anh Thư. Chỉ cần 2-3 cái bánh quy nhân dâu này với thức uống sữa cà phê Nescafe Smooth Latte Caramel thì mình cũng đã đủ năng lượng để sửa clip rồi. Dành cho những bạn muốn tìm hiểu thì cái sữa cà phê này rất là thơm và ngọt. Đặc biệt á, là khi mà uống vào mình sẽ cảm nhận được cái vị caramel béo béo. Dành cho những cái bạn thích cà phê nhưng mà sợ đắng giống như anh Thư nè. Mình thường mua sữa cà phê này ở Family Mart. Có một cái lời khuyên nho nhỏ, đó chính là để mà ngon hơn á, thì các bạn nên để cái thức uống này ở trong tủ lạnh trước khi uống nha. Và sau khi làm việc xong xuôi thì mình sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một chút, xem TV, nghe nhạc, vân vân. Nghỉ ngơi được một chút xíu rồi, mình sẽ chuẩn bị đồ để mà đi tập gym. Mình sẽ chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân để mang theo. Anh Thư cũng không quên mang theo một cái bình nước cho mình trong lúc tập. Và tất nhiên là cũng mang theo thức uống sữa cà phê Nescafe Smooth Latte Caramel. Nó sẽ giúp cho anh Thư tỉnh táo trong lúc tập và cực kỳ tiện lợi vì mình có thể mang đi khắp nơi và uống từ từ. Bây giờ mình đã đến nơi mà mình hay tập gym mỗi ngày rồi và rất là vui khi mà được tặng một cái bao lì xì dù đã qua Tết. Đây, mình hay đi bộ ở chiếc máy này, có thể xem phim được, cũng như là có một cái ngăn để mà mình đựng nước hoặc là cà phê của mình. Đó chính là một buổi sáng của mình đó. Các bạn có muốn biết những buổi trưa và buổi tối của một YouTuber như thế nào không? Hãy comment cho mình ở bên dưới nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip mới nhé.